Trương Thị Kiều chưa đạt 90% thể trạng nhưng vị trí đó rất cần thiết với chúng ta. Kiều có thể không đá hết 90 phút nhưng sẽ có thời điểm cô ấy vào sân để điều chỉnh hàng phòng ngự, nhắc nhở các đồng đội. Ông Mai Đức Trung tiết lộ tình trạng của Trương Thị Kiều. Trung vệ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh dính chấn thương ở cả hai đầu gối. Cô lên bàn mổ tháng 9 năm ngoái và không tham dự SEA Games 32. Trương Thị Kiều chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Chưa hồi phục hoàn toàn nhưng Trương Thị Kiều vẫn có tên trong danh sách chuẩn bị cho World Cup nữ của đội tuyển Việt Nam. Khi chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự SEA Games 32, ông Mai Đức Trung quyết định điền tên trung vệ này. Kinh nghiệm và sự quen thuộc, hiểu ý với đồng đội là những yếu tố khiến Trương Thị Kiều vẫn có vai trò quan trọng ở đội tuyển Việt Nam. Trương Thị Kiều chia sẻ, hiện giờ tôi đang tiến triển rất tốt. Quá trình hồi phục thời gian qua khá ổn. Tôi cảm thấy tự tin về bản thân mình. Cảm giác của tôi khi dự World Cup lần này cũng như thi đấu ở các giải trước đây thôi. Tôi sẽ cố gắng thi đấu, giữ sự tập trung hết sức có thể. Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng E, cùng đội tuyển Hà Lan, Mỹ và Bồ Đào Nha. Các đối thủ được đánh giá trên tầm đội tuyển nữ Việt Nam, nên cơ hội giành điểm của Trương Thị Kiều và đồng đội là không cao. Tôi đã xem các trận giao hữu của ba đội tuyển này. Họ là các đội mạnh, có thể hình tốt. Thời gian qua huấn luyện viên Mai Đức Trung đã cố gắng rèn luyện, cho chúng tôi tập cơ nhiều. Về bóng bổng, trước nay thể hình của cầu thủ chúng ta nhỏ. Do đó, huấn luyện viên cho chúng tôi tập rất nhiều để làm sao chống bóng bổng hiệu quả nhất, Trương Thị Kiều nói.